nay đi quay autobahn cho mọi người xem đường cao tốc ở Đức nha. Đây là lối ra đường autobahn, tức là đường cao tốc. Đây, quay đẹp không? Học trở lại đấy mọi người nha. Ba luồng ngồi bên nha mọi người. Đây là có chuẩn bị có sửa đường nhân hạn chế tốc độ 100 km/h này. Đây là mình đi lối trong. Đây là có sửa đường thông báo đi giảm tốc độ 80 km/h nhé mọi người. Đường cao tốc mà mình đang chạy này là con đường mang tên là A555, nó nối từ thành phố Bonn sang thành phố Köln. Đấy là một con đường autobahn, là đường cao tốc đầu tiên của nước Đức. Hey, mọi người xem có quả xe Porsche vui trần sẽ thể tháo. Đây xem mọi người là họ chặt cái có thể họ sẽ mở đường thêm. Biển rất là rõ ràng mọi người, biển chỉ đường rất là rõ ràng, rất là to. Đấy, hai bên đường này là cái khu này là cả một cái khu nhà máy lọc dầu nha mọi người. Đây là vì mùa này cây cối che hết rất là rộng, lọc dầu là cái này được xếp là bằng là lớn thứ hai thứ ba của cả thế giới mọi người, rất là rộng, khoảng mấy chục cây số là nhà mà là khu lọc dầu ấy. Đây là lối ra. Báo hiệu là gần có thể là bị tắc đường, bị gần vào trung tâm thành phố nên phải giảm tốc độ. Khoảng 12 cây nữa là đến thành phố Köln, Cologne. Biển chỉ đường bên Đức này siêu to khổng lồ, tập thẳng vào mặt, không cần phải tìm biển á. Đo lạc rồi. Người xem giao thông ở Đức nó có khác ở Việt Nam mình cũng nhé, có gì cứ mọi người cứ bình luận ở dưới nhé. Đấy, biển báo hiệu bằng điện tử tốc độ 100 km/h. Đường cao tốc ở bên này nó khác ở cao tốc ở như nước Bỉ gì là có đường cao áp nhé, còn bên này là không có nhé. Đất Bỉ là nhỏ, diện tích nhỏ nên nó chưa sức khó làm những cái điện cao áp ở khắp đất nước của họ. Hà Lan có nhỉ? Hà Lan có nhưng mà vẫn ít. Thế nước Đức là không có nhưng mà cái họ chỉ tắm vào cơ sở hạ tầng và chất lượng xe cộ.
Đây mình sẽ đi vào đường Phên của lối nhớ đường 555 này nha mọi người. Đây một hướng là đi đây là sẽ đi ra ba hướng nhé. Một hướng đi Ôi bè Hậu Giang, một hướng giữa này là đi Ác Khen, Núi Dân Tộc. Còn mình thì mình đi vào trung tâm Phên cho nên mình sẽ sang phía bên trái là ngoài cùng. Đấy. Phên cá chân trúng đấy mọi người, và đi vào trung tâm của thành phố Phên. Thì lá cây bắt đầu đã vàng đã rụng mọi người. Chuẩn bị chuyển mùa sang cuối hạ. Cuối của mùa hè rồi đấy, mà rất là đẹp, lá bắt đầu cây cối bắt đầu nó ngả màu vàng, bắt đầu chuyển màu đấy, lá rụng đầy đường mọi người. Mùa này là có việc cho những người đi dọn lá cây đường bên pha cho nên đi vào lối giữa nha mọi người. Đây là điểm cuối của đường cao tốc. Ở bên này là cũng có những cái trạm thu phí ở giữa đường đó mọi người. Không phải giống như ở Việt Nam mình. Lên cao tốc hay là lên vào trung tâm đều không có cái lối để thu phí. Trong này là họ làm đóng thuế hàng năm trong thuế đường hết rồi mọi người. Nó tùy theo loại xe, tùy theo xe chạy dầu, xe chạy xăng thì mẹ phải đóng mức đóng thuế nó sẽ khác nhau nha mọi người. Đây là bắt đầu được lối vào thành phố Khánh mọi người. Đang sửa đường, đang mở rộng đường nên nó rất là ngổn ngang. Lối đi được phân chia rất là rõ ràng. Này. Sửa đường nhưng mà không lo phải đi đang đi mà đâm vào cọc, tại vì ở đây họ làm rất là cẩn thận. Mọi người xem họ làm sửa đường mà rào chắn rồi coi như chằng chịt nhưng mọi người. Lối đi bộ, lối đi xe đạp cho đến lối đi ô tô là được phân cách rõ ràng. Để tránh cái sự an toàn, rất là an toàn nhưng mọi người. Cả ban ngày cũng như ban đêm sẽ có đèn báo. Bên này là đặt cái rượu an toàn là trên hết mọi người. Cái là phải tuân thủ theo pháp luật hết rồi, không thể khác được. Đấy, nãy giờ đi rất là xa rồi nhưng mà giờ mới thấy một cái nhà cao tầng trên 20 tầng. Rất là ít mọi người. Tuy là một thành phố đông dân, thành phố lớn nhưng mà mật độ nhà cao tầng rất là thưa thớt. Đấy, trước mắt mọi người là một cái nhà này trên 20 tầng mọi người. Đây nhà mình đi mua đồ cho cửa hàng. Vào khu giao hàng. Và tốc độ cho phép chỉ ban ngày là 100 km/h và ban đêm là 120 km/h. Đường 8 luồng. Bên 4 luồng. Biển chỉ đường ở bên châu Âu rất là to. Nên là đi bên này ít khi bị lạc đường. Ít lạc đường hơn ở Việt Nam. Hầu như đều có đèn cao áp.
giao nhau giữa trung tâm, đường vào trung tâm và đường cao tốc. Như mọi người lúc lên đường cao tốc lúc nào cũng có cái trạm xăng mọi người. Đấy, mọi người nên kiểm tra xăng dầu từ lúc lên đường cao tốc nha. Đấy. Không may mà đang đi mà hết xăng dọc đường là không cẩn thận là gặp công an là bị phạt đấy ạ. Việt Nam mình đi từ nhà mình về trong nhà từ quê mình về quê chồng
khoảng 300 cây. Đi mất 6 tiếng, 7 tiếng đi xe dừng nằm. Thế này rất là nhiều đường cao tốc đan xen nhau mọi người, cho nên là cái lưu lượng xe nó cũng quá chật, không quá đông đúc. Đấy. Không đi đến cái thành phố thôi nhưng mà có 2, 3, 4 đường cao tốc đi nha mọi người. Không chỉ riêng một đường này đâu. Cho nên cái lưu lượng xe nó chia ra nó cũng giảm bớt đi sự tắc nghẽn. Biển chỉ đường rất là to và rõ. Mình không muốn nhìn nữa, chỉ nó đập thẳng vào mặt mình á. Nên là không lo lạc đường. Trừ những người mù đường như mình. Đây, đấy là lỗi về nhà mình, cho nên mình lại rè vào đây. Lỗi rè rất là dài nhưng mà ngay giảm tốc độ đáng nhánh, giảm tốc độ chậm. Lỗi rè vào cũng rất là dài. Đấy, áo phát là lỗi ra nha mọi người. Giờ thôi mọi người. Khi nào có một cái biển màu vàng này là khung dân sinh nha mọi người. Không cần phải ghi ở, nhưng mà mình biết là vào đây là chỉ được phép chạy dưới 50 km/h thôi. Cứ thấy biển màu vàng là khung dân sinh và cứ thế là chỉ được phép chạy dưới 50 km/h thôi nha. Chào mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Mọi người nhớ xem, nhớ đăng ký kênh, bấm chuông, like, share, chia sẻ đến mọi người, bạn bè thân thích và người trong gia đình để được đón xem nhiều video bổ ích.